Sau đây thì chúng ta sẽ đề cập tới cái chuyện là hội nghị về khí hậu COP28 đã thành công rất là lớn. Như chúng ta nếu mà theo dõi chúng ta thấy rằng cái hội nghị về cái biến đổi khí hậu này nó rất là gai go. Người ta tranh cãi nhau kịch liệt lắm và những mâu thuẫn nó rất là lớn. Đến nỗi mà hội nghị phải đồng ý kéo dài thêm một ngày nữa mà để mà từ đó có người ta hy vọng là đưa ra được một cái thông cáo chung hay là một, một cái, cái tuyên bố chung để mà chấm dứt hội nghị thì quả nhiên rất là may mắn là cái hội nghị này cũng rốt cuộc thì cũng đưa ra một cái thông cáo chung thiệt và để người ta để ý là trong cái thông cáo chung đó nó có nói tới cái chuyện là từ nay về sau thế giới bắt đầu áp dụng cái thể thức để mà bớt sử dụng và tiến tới cái chuyện là ngưng sử dụng những cái nhiên liệu hóa thạch tức là dầu than và khí đốt nếu như hội nghị ra được một cái tuyên bố chung đó là một cái sự thành công rồi đó mà thông cáo chung lại còn có cái chuyện mà chấm dứt cái chuyện mà không có dùng than dầu khí đốt nữa là lại là một cái thành công gấp đôi phải nói là thành công rất là phi thường nữa. bởi vì chúng ta thấy rằng người ta thấy trước đó người ta tin rằng là không thể là thành công được như vậy bởi vì sao chúng ta nhớ lại cái hồi mà 100 quốc gia đã đề nghị rằng từ nay thế giới muốn chống biến đổi khí hậu muốn giữ cho cái trái đất đừng có quá một nóng có quá một độ rưỡi độ c đó thì bây giờ phải giảm bớt cái chuyện mà, mà dùng những nhiên liệu hóa thạch thì cái ông chủ tịch của hội nghị là ông ao Al Jaber thì cũng là CEO của tập đoàn dầu khí lớn nhất của bên đất nước UAI xin lỗi UAE ông đã phản đối thẳng thừng ông nói rằng đề nghị như vậy nó không có cơ sở khoa học mà nếu mà coi như chấm dứt cái chuyện mà dùng nhiên liệu hóa thạch thì chẳng khác nào là kéo thế giới về một cái thời đại ăn lông ở lỗ thời đại mà coi như con người ta phải sống ở trong hang động tức là cái thời tiền sử đó. chúng đối mạnh mẽ đến như vậy cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyện mà cái ông tổng thư ký của cái OPEC cái cộng nó tức là cái các quốc gia sản xuất dầu hỏa của thế giới đó tức là ông Al-Guys. Ông này lại công khai ngang nhiên viết ra một cái cái thư gửi tới 13 thành viên của OPEC này. 10 quốc gia đồng minh với lại Nga này. Trong cái lá thư đó yêu cầu là những cái quốc gia này nếu như mà nhìn thấy nghe thấy những cái thông cáo mà nó nhắc tới cái chuyện là chống lại những cái nhiên liệu hóa thạch thì phải đưa ra cái sự phản đối kịch liệt để bảo vệ cái sự sản xuất dầu hỏa khí đốt của, của, của các quốc gia trong khối chính vì cái lá thơ này mà mình thấy cả châu âu cả liên hiệp quốc chống đối rất là mạnh mẽ và có lẽ cũng vì mà quyền lợi của những cái quốc gia mà sản xuất dầu hỏa như thế này thì mình mới thấy là ông putin ngay vào cái lúc đó đi công du các quốc gia ở đông âu để mà thắt chặt một mối tình hữu nghị của nga với lại các quốc gia sản xuất dầu hỏa bởi vì họ chung mục đích họ cùng một cái chiến tuyến mà không cho nên mình thấy là cái chuyện mà chống đối lại cái chuyện sử dụng giảm bớt dầu hỏa đi hai lần. tiến tới cái chuyện mà ngưng sẵn, ngưng, ngưng dùng dầu, dùng, dùng khí đốt, dùng than đá nó ghê gớm như vậy đó, vậy mà cũng có được một cái thông cáo chung thì phải nói là nó là một sự thành công. Nhưng mà bây giờ cái sự thành công đó đó dẫu sao thì nó cũng chỉ là trên giấy tờ, trong hội nghị mà thôi. Chứ nếu mà bây giờ muốn thành công thực sự đó. Thì bây giờ đến lượt là từng quốc gia thành viên phải làm sao áp dụng và thực hiện cái, cái, cái mục tiêu đề ra. Mà cái chuyện này coi bộ là khó bởi vì như chúng ta đã nói rồi hiện nay cả thế giới 80% đều dùng khí đốt, than đá, dầu hỏa để mà phát triển kinh tế để mà chạy những cái cơ quan xí nghiệp để mà phát triển kinh tế thì bây giờ có một cái quốc gia nào sẵn lòng là làm sẵn lòng chịu cái chuyện là kinh tế của nước mình sẽ giảm bớt phát triển chậm phát triển qua cái việc bớt sử dụng những cái nhiên liệu hóa thạch hay không từ nay về sau thì mình không biết sao chứ từ từ nay đối với 20 năm về trước không một quốc gia nào muốn áp dụng cái sự giảm bớt như vậy cả. Rất là khó. Và cái bản tin kế tiếp đây là cái chuyện mà quân đội Israel bắt đầu bơm nước biển vào cái đường hầm của Hamas. Chúng ta biết rằng là ngay từ khởi đầu cái cuộc chiến đó, thì quân đội của Israel đã nghĩ ra nhiều cái cách làm sao để mà có thể là vô hiệu hóa được những cái đường hầm trăng chịt của Hamas à, ở dưới giải Gaza. Thì à, những cái vấn đề như là dùng khí độc cũng đã được đề cập tới dùng nước biển để làm ngập cũng đã được đề cập tới chuyện dùng chó săn rồi robot thanh toán khai thông những cái đường hầm đó cũng đã được tính tới và sử sử dụng rồi bây giờ bây giờ quả nhiên là bây giờ Israel đã bắt đầu cái kế hoạch là bơm nước biển vào thì có lẽ là họ đã tính toán rất là kỹ và với để mà thực hiện thì mình thấy là phát ngôn viên của quân đội đó của Israel họ nói đây là một cái kế hoạch rất là tốt. Thế nhưng mà từ đó thì họ nói không có chịu gọi là phát triển lên thêm chi tiết bởi vì đó là một cái bí mật quân sự. Mà đối với một cái bí mật quân sự thì người ta đâu có làm sao mà người ta có thể là uh, hiểu rõ được cái kế hoạch của, của 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 người Do Thái nó sẽ như thế nào. Thế nhưng mà cái cái mà người ta thắc mắc lớn nhất là khi mà làm như vậy đó thì người do thái có nghĩ rằng là có thể những cái con tin đã bị tụi hamas đã bắt giữ có thể hiện nay đang trú ẩn đâu đó dưới cái trong những cái cái đường hầm đó hay sao và mà cái chuyện mà xả nước biển như vậy thì nó có nguy hại gì với con tin hay không đây là một cái thắc mắc lớn nhất mà khi báo chí hỏi ông tổng thống biden đó thì ông tổng thống biden cũng hoàn toàn cũng không biết ông chỉ có thể nói được rằng là theo tôi biết thì những cái địa điểm mà mà do Thái xả nước biển thì không có không có con tin đâu nhưng mà có những cái chỗ khác thì làm sao tôi biết được và có lẽ ông chỉ trả lời rằng là khi mà người do Thái người ta làm như vậy thì người ta đã nghiên cứu và họ biết rằng họ làm đang làm những cái chuyện gì mà ngược lại khi mà báo chí hỏi với những cái phát quân đội của israel đó rằng là một cái kế hoạch mà bơm nước biển vào những cái hang động của những cái đường hầm của hamas như vậy thì đã được thảo luận với phía hoa kỳ hay chưa và được cái sự đồng ý của phía hoa kỳ hay chưa thì mình thấy phát ngôn nhân của quân đội hoa kỳ à, quân đội israel đã nói thẳng thừng rằng là không coi như là israel không có cần phải tham khảo và cũng không cần xin phép ai trong những cái kế hoạch hành hành quân của mình. Với một cái câu trả lời như vậy thì dường như là quân đội Israel đã nói với thế giới rằng là đây là uh, chuyện uh, riêng của Israel không có ai gọi là can thiệp vào cả và điều đó nó sẽ là giúp cho họ phía bên Hoa Kỳ là còn là đứng biệt lập không có chịu trách nhiệm gì về với những cái kết quả hành quân của do thái mà đây là có lẽ là một cái điều rất là tốt cho phía bên Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ mà không lên án thì gọi là không có trách nhiệm về những cái kết quả hành quân của do thái thì họ sẽ có những cái kiểu giúp đỡ do thái một một cách khác mà cái thứ hai nữa khi mà cái uh, chuyện mà bơm nước biển vào những cái đường hầm để làm ngập như vậy đó thì người ta lo ngại tới cái chuyện là một cái lượng nước biển nó lớn ghê gớm như vậy đó nó sẽ làm cho những cái mạch nước ngầm ở phía dưới giải Gaza vốn là rất là hiếm hoi rồi bây giờ nó lại còn nhiễm nhiễm độc nữa thì sao thì mai mốt đây là sử dụng rất là khó khăn và cái thứ hai nó có thể làm cho cái cái, cái khối đất ở bên dưới Gaza nó có nó bị biến động và nó ảnh hưởng tới cái sự vững chắc của những cái công trình xây dựng ở trên mặt đất thì sao thế nhưng mà theo như mình có thể tưởng tượng được ra đó thì có lẽ là cái quân đội của Israel đâu cần phải một cái cái lực cái lượng nước ghê gớm như vậy để mà làm coi như làm ngập hết cái cái, cái đường hầm của của Hamas. Có lẽ họ chỉ cần một cái lượng nước nào vừa phải thôi mà sau đó thì cho chích chích điện là cao thế xuống. Thì có lẽ cái điều đó nó, nó có hiệu quả đẩy những cái, cái, cái người chiến binh Hamas lên khỏi mặt đất. Bởi vì chỉ cần nghe tới cái chuyện mà trích điện cao thế xuống những cái dòng nước ở dưới đường hầm thì chắc chẳng có ai muốn lưu lại ở dưới cái đường hầm đó một tí nào cả. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần cuối sau một vài quảng cáo của đài sau đây.